បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការធ្វើ bridge រវាង software VMWare ជាមួយនឹង machine របស់យើង bridge នៅ network interface សម្រាប់ computer របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមាន network interface ចំនួន 4 ទី 1 គឺ Ethernet adapter that works I but you want to work side can you find a with it good Wi-Fi I can mean install look back adapter to moon beat it check him on for bridge revealing look back adapter to be Ethernet adapter muy nung Wi-Fi adapter with it person by young មិនតាន់ច្បាស់អំពីការ install loopback adapter សូមមើល video របស់ខ្ញុំ ដែលខ្ញុំបាន upload ពីមុនមកណា Okay អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង VMware ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត bridge interface មុននឹងខ្ញុំដំឡើង Windows server ឬក៏ Windows ផ្សេងៗទៀតណា Okay ហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើ bridge ពីព្រោះនៅពេលដែលយើង install VMware ដំបូង នៅពេលដែលយើងចង់ជ្រើសរើសយក VMware operating system មួយណានៅក្នុង VMware របស់យើង ឲ្យប្រើប្រាស់ adapter ណាមួយ យើងពិបាកក្នុងការ select តើយើងចង់ប្រើ loopback 2 យើងចង់ប្រើ loopback 1 យើងចង់ប្រើ wifi ឬក៏យើងចង់ប្រើ ethernet វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្លេចតាមចិត្តទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត bridge ដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើង select interface តាមចិត្តរបស់យើង Okay ដើម្បីបង្កើត bridge interface យើងបើក VMware workstation នឹងមកចុច edit virtual network editor ហើយ change settings yes automatic យើងឃើញ VM net zero វា bridge automatic យើងត្រូវដោះហ្នឹងចេញដើម្បីអាចឲ្យយើង add network ផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើ bridge បានអញ្ចឹងអានេះហើយដែល VM auto bridge ឲ្យយើងណាតែយើងអត់ចង់ យើងយក host only សម្រាប់ VM net zero automatic យើង click add network network វាមាន VM net 2 រហូតដល់ 19 អញ្ចឹងខ្ញុំយក VM net 2 ហើយ VM net 2 របស់ខ្ញុំនឹង bridge ទៅកាន់ wireless adapter របស់ខ្ញុំនេះ វាជា wireless adapter របស់ខ្ញុំ កុំច្រឡំ wifi direct wifi direct ជា virtual adapter ទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំ wireless adapter របស់ខ្លួនឯង ដែលមានឈ្មោះអី អញ្ចឹងណា យើងចាំ 802.11 នេះតើគឺ wireless adapter របស់យើងអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកទៅត្រូវតើ map ឬក៏ bridge VMnet 2 ទៅកាន់ wifi អ្នកខ្លះ VMnet 2 link ទៅ cable អីសាច់ចិត្តរបស់យើងណាតែត្រូវចំណាំថា VMnet 2 link ទៅណា bridge ទៅណា សម្រាប់ខ្ញុំ VMnet 2 ខ្ញុំ bridge ទៅកាន់ wireless ខ្ញុំ add មួយទៀត VM net 3 ខ្ញុំនឹងធ្វើការ bridge ទៅកាន់ ethernet adapter ដែលប្រើខ្សែ នេះជា ethernet adapter របស់ខ្ញុំ Okay ខ្ញុំ add មួយទៀត សម្រាប់ loopback loopback 1 VM net 4 ខ្ញុំ bridge ទៅកាន់ loopback 1 Okay loopback 2 ដែរខ្ញុំចង់ bridge ទៅកាន់ loopback 1 មួយទៀត VMnet 5 គឺខ្ញុំចង់ bridge ទៅកាន់ loopback adapter 2 bridge ទៅ loopback adapter 2 បន្ទាប់ពីយើង add interface មួយហើយ ដែល bridge ទៅកាន់ interface របស់យើងផ្ទាល់ មួយហើយ យើងចុច okay មក Okay,
còn là phần năng chúng ta dùng bàn bằng cả bridge interface là trong VMWare rồi ta dùng cho tập ra dùng đôi đặt khi mình bằng hai đặc biệt là phải là về một tiền chứng cho đó đầm láng Windows Server bị bỏ nắp đi đó khi mình đầm láng Windows Server bị bỏ nắp đi nơi này chỉ create vào next mình select cho ISO file bằng Windows Server bị bỏ nắp đi open next xem vào password sorry product key khi mình nơi này scroll down to the Windows Support point of PR2 more you use standard copy product key name more paste only Windows Server standard password 1234588 user name password name Windows viên nắp bật cao dùng sao mới thăm máy chung một bình thả anh password này ok next mà chung một server này nhưng lại chung một ấy các bạn này sẽ dưỡng nhưng lại Windows DAS server dùng tên ok next by default vì ai đi hạt đích học sập chí như học sập chí làm default là viết tới các bạn này next vô còn là chỉ là testing mình sẽ đi chờ này ok dùng mới network adapter by default vì select your NAT ở dưỡng NAT nó cứ add point được cần VMNet 8 rồi có VMNet 1 tại dưỡng trong pra năng này dưỡng trong pra hợp xây dưỡng trong pra hợp xây chẳng được không đi dưỡng ai cầm nọt nơi tìm này bán khi ai testing cho custom cho VMnet 2 VMnet 2 cứ khi em bridge tự can wireless adapter bởi nhóm chẳng bắt đầu việc nhóm install Windows Server job Windows Server bởi nhóm nâng tổ tù bàn IP address đôi tên nâng Windows 10 bởi nhóm này rèn tầm môi cho mọi người bởi nhóm bridge máu Wi-Fi ok close mark finish bắt đầu finish vì nâng chập tam install Windows Server 2012 ok thì ông thông đam mây ông rịch ông rùm virtual machine thông press control L Enter, Control L, Enter. Okay, we just now install Windows Server 2012. Xong rạp exercise tìm mùi bởi dưỡng cứ dưỡng đồng làng Windows Server của con đập bì hai dưỡng nâng Enable Remote Desktop bản thân thà dưỡng trong pram Windows Server nâng bì trọng ngài mà bản thân thà dưỡng pram computer laptop bởi dưỡng remote tất cản Windows Server đài nơi khu nông bật tục server rồi còn nơi tìm nà mùi tái tỏ tại dương nó không nét vào tầm môi cho mùi cái này đài nữa tập dương ác remote tự cắn sau đó nó bàn xâm thập exercise bởi dương mùi này nhưng trong trang về tầm install chọc sẵn mùi dương nó ác thừa với tỏ tiết bàn
Copying install job you know, check the IP address. IP address about Windows Server ban rang like command. Try connecting Wi-Fi about Windows 10. That day. The more you took a do VMnet 2 to can VMnet 4 to call VMnet 5. The wait for can salable. Almost done. If you have any questions, please comment below. Okay? Yeah, you can just restart now, Koban. Go waiting, Koban. You need to reboot by creating profiles. Chạm tĩnh chạm profile ở dưới rồi lại ok hãy viên nâng install VMware tools tạm bày add our Windows Server này mở khởi print screen full screen tạm đồ now it's installing VMware tool for viewing in full screens ok it's full screen now. After this, we need to reboot. Yeah, click reboot. Okay. After reboot, we are using press Ctrl R delete to sign in. In VMware, to press Ctrl R delete, you need to click here. Okay, just click here. It will send Ctrl R delete here. So password will be password will be 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now you have Windows Server installed. Top yang check my IP. Tôi ban IP rồi cài phí mà không phải đáp cho bầm buồn chứng mơ IP rồi bỏ Windows 10 cái nhóm mình mới IP lệnh mới
10.7 Windows Server dương mình anh nhà rồi và network chỉ obtain đi dương thời gian và IP fix vì rồi client tặng tặng access mail server cho server tự cầm miền IP address mới fix trước khi nộp đó IP address rồi mở cái IP mở cùng với chốt đáp chốt mở rồi tại rồi server admin gateway rồi cái IP mở cùng với chốt đáp DNS cùng với bộ nam chúng ta ok close chúng ta mở thêm thứ cả testing ping from Windows 10 from Windows 10 to Windows Server rồi cái IP mở cùng với chốt đáp chốt mở rồi now sorry you will see the message request timeout. It's not mean that you cannot connect to Windows Server, but because of the firewall protect, firewall but mình anh nhận ở dùng ping. Chẳng đam bay ở dùng ping từ căn Windows Server bán. Nếu không Windows Server chạy control panel mà giờ firewall nên chạy advanced settings inbound rules nếu không panel này is find log file and print sharing ICMPv4 related IP version 4 cho nên click lưu viên mà click enable là phép đó dương click enable về năng thuật cả reply về năng thuật cả reply bạn này thật server line block ping này ok step bắn thông tiếp cốm nào là bởi dương nhìn trong remote desktop đọc bởi remote desktop nhìn cho được không this PC you right click mà right click this PC your property and then remote settings then allow remote connection to this computer now my allow remote desktop ban you try setting in the thuật cả setting mà chúng luôn nó không firewall tạm tất tiết như năng phở việt để chọn ok sẵn nữa chọn ok tiết ok nếu không Windows Firewall bằng mấy dân châu vì hãy nếu không Windows Firewall inbound rules đó đã cũng có tờ remote desktop nhưng khi remote desktop mình mua thì bày sân mà mình remote desktop bày nó dùng enable tạm bảo remote desktop enable remote desktop enable nhưng enable việc tạm bày nó mà cứ chào lại chẳng là không inbound rules dùng enable remote desktop dùng enable file and print sharing ICMPv4 buôn trong lực năng để dùng tới enable và đó mới dùng bật về hãy dùng châu thực nấu Windows 10 nếu không Windows 10 dùng miễn cảm vị thí mua chúng ta remote desktop connection nếu không remote desktop connection dùng add remote to can server bằng trên server bởi dùng mấy cư bởi cái phí mà không phải đọc chân rồi và xa dùng add connect to can server bằng vì bởi dùng nơi sẵn là không land ra môi cho môi cái này hãy dùng click connect bằng nông viên ông tiêm tìa username password username password cứ bản thân mỗi bảy bốn trăm bốn mươi bảy khi một password tạm đó là khi một lọt lọc trộn một đó chẳng
visual chmuh user nung tae samrap jeung mon dai log chou so vi nung ai wai username nung password btom ma jeung chai okay mo ne bosan na ma khoy message ni jeung choch yes bosan ot chang oi khoy message nung to tiet te choch don't ask me again hay yo yes no jeung nung aich mơ connect Windows server của chúng bạn tạm với dạng remote desktop. Ok, remote desktop. Chúng dương ai rộng hiệp tốt. Xong rạp remote desktop dương ai remote bán lúc ra tên start được khổng lãn tại ngôi xong chạm nữa. Chúng toàn một tiệt khiếm xa lọc bóng đầu network adapter nơi khổng Windows server của dương lại tụi nó nằm mấy xuống nơi khổng Windows server của dương ông bánh mấy network adapter chúng bạn dọc VMnet 2 chúng ta trong vô VMnet 2 chúng ta trong vô loopback 1 là bọc nhóm cứ VMnet 4 chúng ta change bị VMnet 2 to VMnet 4 xâm nhập Windows Server rồi bao giờ ta mới rừng anh cả lang bắt đầu bị không chạy ok xong rồi đó nhé nụ network nâng lên ping tự đó là biết luôn dâng lên miền adapter room chung với thế này IP rang lịch đọc này cứ chỉ IP rang rồi bó Wi-Fi có phần tài nhóm bàn phát đồ Windows Server này bị adapter Wi-Fi tới chỉ adapter loopback chừng person bạc nhóm phát đồ IP address nơi khả năng loopback tới chỉ IP lệch đọc chừng khi mà đặt nghe về người tin tế có khai chuẩn một cái mới này và còn là test local gateway not require DNS not require just local test ok chúng ta nhầm cho lịch tám cái sợ ok kịp tám mơ chất ok mơ lấy dân xả lập vào mơ ping mà đọc tiệm khánh we reply đoàn tiện đất xảy dường pra adapter loopback adapter loopback bọc nhung cơm bàn là xảy IP rán trở chìa môi nắng server trở chìa môi nắng server chẳng desktop connection ý dường ạch bắt dường xả remote mà đoàn tiện lệch tờ đáy password môi bị bày buồn pram và môi bầm bầm bầy ok thống chứ dựa remote tất cả mà Windows Server bị bỏ nắp bị bàn xong lại đây chẳng exercise tìm môi đọc bài dưỡng cứ chọc tập phần hệ hay person bài dưỡng chọn phần đạch remote desktop connection thì còn check client thứ ba này recom cho lòng shutdown server công cho lòng shutdown server bởi vì server kia có bông prai ấy dương cho lòng shutdown đi vô ok chân có anh cháu bà này sẽ dương chụp remote tất cả server ok xâm lập mê riêng tìm môi nâng exercise tìm môi này chụp tầm phần này anh if you have any questions just comment below ok ok.